Phương Mỹ Chi bị chê thậm tệ khi ngồi ghế sau người ấy là ai? Cộng đồng mạng ném đá, 2K3 chưa trải sự đời. Cô bé dân ca Phương Mỹ Chi vừa khiến dân mạng nháo nhào khi bất ngờ được giới thiệu sẽ tham gia làm cố vấn tại tập 8 của chương trình Hẹn Hò Người Ấy Là Ai 2023. Phần lớn đều lên tiếng chỉ trích cho rằng nữ ca sĩ chưa phù hợp để ngồi ở vị trí này. Sau truyền hình về hẹn hò siêu hot thời gian qua, Người Ấy Là Ai 2023 vừa tung ra trailer cho tập 8, sắp được lên sóng. Bên cạnh mối quan tâm đặc biệt đến nữ chính và dàn khách mời khủng như siêu mẫu Minh Tú, ST Sơn Thạch, Quân AB, thì dân tình lại được dịp xôn xao và bất ngờ hơn nữa khi ở hàng ghế cố vấn lại có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi, người được mệnh danh là cô bé dân ca với xuất phát điểm là ca sĩ nhí. Theo đó, làn sóng chỉ trích và tranh cãi gay gắt về Phương Mỹ Chi cũng bắt đầu được nổ ra. Cụ thể, dân tình đều thi nhau cho rằng nữ ca sĩ hiện tại chỉ mới tròn 20 tuổi, tức là sinh năm 2003, một độ tuổi còn quá nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu để có thể trở thành một trong những người cố vấn cho nữ chính. Thậm chí, một số khán giả còn thẳng thắn nhận định rằng chương trình đang không có sự cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra lời mời chưa thật sự phù hợp. Đoạn trailer của chương trình ngay từ khi được công bố thì trên khắp các nền tảng mạng xã hội đã liên tục bàn tán và chỉ trích dữ dội. Bên dưới các bài viết, hàng loạt những lời chê thậm tệ Phương Mỹ Chi đã được nhiều tài khoản để lại. Netizen không hề ngần ngại đưa ra những lời góp ý, nói thẳng về cách mời khách mời có sự bất cập này từ người ấy là ai. Cụ thể, dạo quanh một vòng các trang mạng, khán giả có thể dễ dàng bắt gặp những bình luận. Tuổi còn ít thì làm sao mà góp ý cho khách mời, đã trải sự đời đâu, hết người rồi hay sao, chịu hết cứu. Rồi mời con bé lên tư vấn được gì. Cứ như thế này thì Phương Mỹ Chi dần bị khán giả quay lưng hết. Mai mốt chương trình mời em bé thiếu nhi lên cố vấn luôn nhé. Tuy vậy, một số người cũng đưa ra những lời bênh vực dành cho cô bé dân ca. Theo đó, với độ tuổi 20 thì Phương Mỹ Chi cũng đã là người trưởng thành, dù ít kinh nghiệm trong tình yêu nhưng các fan cũng tin rằng đây sẽ là một làn gió mới lạ cho chương trình. Hơn nữa, việc cố vấn cho nữ chính thì cũng đã có nhiều khách mời khác, không chỉ có riêng Phương Mỹ Chi. Hiện tại với nhiều năm kinh nghiệm tham gia showbiz thì nữ ca sĩ được mời ở ghế khách mời cũng là điều dễ hiểu, không nên quá gay gắt. Phương Mỹ Chi là nữ ca sĩ nổi tiếng với biệt danh cô bé dân ca, chuyên trị dòng nhạc này, được biết đến lần đầu tiên qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2013 với thành tích Á quân. Không như những hiện tượng ca sĩ nhí khác, Phương Mỹ Chi là một trong số ít giọng ca mà có thể tận dụng được giải thưởng của mình để làm bàn đạp tiến thẳng và phát triển vượt bậc trong showbiz. Đến nay đã một thập kỷ trôi qua, Phương Mỹ Chi hiện tại cũng đã trưởng thành, là một cô thiếu nữ, đặt tuổi trưởng thành và ngày càng nhuận sắc, giọng hát cũng ngày càng trở nên ngọt ngào và được đánh giá cao. Nữ ca sĩ hiện tại cũng đã dần thoát khỏi hình tượng ca sĩ nhí, hướng tới những bước đi xa hơn và không ngừng nghỉ để phát triển bản thân trong con đường nghệ thuật. Thời gian gần đây, Phương Mỹ Chi cũng đã dần chuyển hướng sang một thể loại âm nhạc mới, đầu tư chỉnh chu với những tác phẩm mang hơi hướng hiện đại nhưng lại kết hợp với các giai điệu dân tộc. Nổi bật gần đây có thể kể đến như Đẩy Xe Bò và Vũ Trụ Có Anh. Cả MV đều mang một chất liệu vô cùng lạ tai, nhanh chóng trở thành trend và được dân tình hưởng ứng nhiệt liệt, đánh giá cao lối tư duy âm nhạc của nữ ca sĩ này. Với những cố gắng không ngừng nghỉ trong con đường mình đang theo đuổi, Phương Mỹ Chi cũng dần khẳng định được vị thế và tên tuổi riêng cho bản thân. Việc trở thành khách mời cố vấn dù là bước đi khá mới lạ và nguy hiểm của nhà sản xuất, nhưng với sự chín chắn và tư duy của Phương Mỹ Chi thì khán giả cũng tin rằng có thể đây sẽ là một cú nổ lớn cho chương trình, nhằm tạo nên một đột phá hơn cho show hẹn hò đình đám nhất Việt Nam này.